Xin lòng nhiệt chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu, các quý vị khán giả, đặc biệt các bác, các chú là cựu chiến binh Điện Biên đã có mặt tại rạp xiếc Trung ương trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, và lần đầu tiên thay mặt cho tập thể các nghệ sĩ diễn viên tham gia trong chương trình Sống Mãi Với Điện Biên, xin được trân trọng gửi đến toàn thể các quý vị với những lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, chương trình kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với kịch bản chủ đề Sống Mãi Với Điện Biên được truyền hình trực tiếp trên sóng Nhân dân TV, chỉ đạo nghệ thuật nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Ánh, giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, kịch bản và đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Tống Toàn Thắng, phó giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Và kính thưa quý vị, và để mở đầu chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Ánh, giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ lên khai mạc đêm biểu diễn ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí cựu chiến binh kính mến, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý khán giả đang có mặt tại rạp xiếc Trung ương và khán giả đang theo dõi trên màn hình nhỏ kênh truyền hình Nhân dân. Chương trình này phát trực tiếp vào giờ phút này. Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam, tôi xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để nhớ lại và biết ơn sự chỉ đạo tài tình sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ huy trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn, chuyển từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, thắng chắc, bộ đội ta đã khiến quân Pháp phải hạ súng ra hàng. Chiến thắng Điện Biên Phủ 65 năm trước không chỉ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam mà còn thắng lợi chung của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ và mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới, góp phần quan trọng thức tỉnh, động viên các dân tộc bị áp bức, dũng cảm đứng lên đấu tranh giành độc lập. Thông qua chương trình biểu diễn hôm nay, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và toàn thể các cán bộ nghệ sĩ, diễn viên, những người tham gia trong chương trình thiết thực kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, kịp thời tri ân các chiến sĩ Điện Biên. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí cựu chiến binh, truyền hình nhân dân, các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã cùng chung sức góp phần cho thành công của chương trình. Chúc quý vị có một đêm thưởng thức nghệ thuật thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn và phát biểu của nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Ánh, giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Kính thưa các bác, các chú cựu chiến binh của chiến thắng Điện Biên Phủ oai hùng. Hôm nay, tập thể lãnh đạo, diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam với tấm lòng biết ơn vô hạn, chúng tôi tổ chức chương trình Sống Mãi Với Điện Biên để ghi nhớ công lao của thế hệ cha anh. Với sự giúp đỡ và đồng hành của các doanh nghiệp, công ty cổ phần phát triển địa ốc Senco 5, công ty Bạch Đằng chi nhánh Đà Nẵng Bộ Công an, nhà hàng Nam Long, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch Chân Trời Mới, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Thái Hưng, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện truyền thông và điện ảnh Thế Gia, ông Nguyễn Hữu Lâm số nhà 19 Bạch Đằng, thành phố Hội An. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, kính mời các bác sẽ cùng lên sân khấu ạ. Chúng tôi xin mời bác Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam lên sân khấu. Xin kính mời Thiếu tướng Lê Công Đoàn. Vâng, xin kính mời bác
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương. Vâng, xin trân trọng kính mời Thiếu tướng Lê Như Ý. Xin trân trọng kính mời Đại tá Linh Công Vinh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Hai Bà Trưng. Xin trân trọng kính mời Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Xin trân trọng kính mời Đại tá Nguyễn Huy Long. Và một lần nữa xin trân trọng kính mời các bác cựu chiến binh lên sân khấu nhận được món quà từ tấm lòng biết ơn của các thế hệ trẻ chúng cháu ạ. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời sự trở lại sân khấu của nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Siếc Việt Nam sẽ trao quà cho các cựu chiến binh. Vâng, và sau đây thì trân trọng kính mời Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam sẽ phát biểu ạ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các tướng lĩnh, các cựu chiến binh và quý vị khán giả đến dự chương trình Sống mãi với Điện Biên hôm nay. Đây là một chương trình để luôn luôn giáo dục, truyền thụ về những chiến công của ông cha ta, mà đây là ngày kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên, chấn động địa cầu của chúng ta. Cựu chiến binh và đồng bào cả nước đều vui mừng và cảm ơn sự tổ chức chương trình của Rạp Xiếc Trung ương đối với chương trình Sống mãi với Điện Biên. Chúc cho chương trình của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Vâng, xin trân trọng kính mời và sau đây xin kính mời Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương sẽ lên có sân khấu phát biểu ạ. Kính thưa tất cả các bộ về dự hôm nay và đồng bào, chiến thắng Điện Biên Phủ, một cái thành tích rất lớn của dân tộc của chúng ta, nó là gây niềm tự hào cho dân tộc, cho quân đội. Không những là những ngày đầu tiên, những ngày thắng lợi, mà kể cả đến ngày nay nó vẫn là đi xuyên suốt các cả cuộc đời của những người lính của Bác Hồ. Hôm nay các đồng chí tổ chức cái này, chúng tôi rất là hoan nghênh, bởi vì thỉnh thoảng những người bạn cũ trên các chiến trường gặp lại nhau, tự hào với là cái chiến thắng của dân tộc, gặp gỡ nhau là đánh giá rất cao về cái thành quả của đất nước.
Hôm nay các đồng chí tổ chức cái buổi như thế này, chúng tôi rất vui mừng và rất hoan nghênh. Và xin chúc là cái buổi biểu diễn được thành công tốt đẹp. Xin chào. Vâng, xin phép thiếu tá Huỳnh Đắc Hương ở là yên vị một chỗ đã. Vâng, kính thưa quý toàn thể quý vị khách quý, quý vị quý vị cán bộ, chúng ta ngày hôm nay là thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương sinh nhật tròn 100 tuổi ngày hôm nay ạ. Và một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật của thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương ạ. Và một phong hoa tươi thắm xin được dành tặng cho thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương nhân dịp sinh nhật tròn 100 tuổi. Một lần nữa những tràng vỗ tay của quý vị ạ. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời các cựu chiến binh đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lên nhận quà của các nhà tài trợ. Xin mời bác Trần Phương Thiện, sinh năm 1934, đơn vị D16F308. Xin mời bác Nguyễn Tố, sinh năm 1930, Bộ Quốc phòng. Xin mời bác Nguyễn Khải, sinh năm 1934, Bộ Tổng Tham mưu. Xin mời bác Phạm Hữu Luân, Phạm Văn Luân, sinh năm 1922, đơn vị F361. Xin mời bác Vũ Công Hiếu, sinh năm 1933, đơn vị E36F308. Xin mời các bác có danh sách, chúng ta di chuyển ra sân khấu ạ. Vâng, và sau đây xin chào kính mời nghệ sĩ nhân dân Tòa Duy Ánh sẽ tặng quà cho các bác cựu chiến binh. Vâng, trên sân khấu này là cũng là món quà của các nhà tài trợ dành tặng cho các bác Trần Phương Thiện, Nguyễn Tố, bác Nguyễn Khải, bác Phạm Văn Luân và bác Vũ Công Hiếu. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm. Vâng, xin trân trọng cảm ơn truyền hình nhân dân, Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng và các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng chúng tôi. Kính thưa quý vị, trước khi đến với chương trình nghệ thuật Sống mãi với Điện Biên, chúng tôi xin giới thiệu ca sĩ Hồng Ngọc sẽ gửi đến quý vị đại biểu, quý khán giả bài hát Người mèo ơn Đảng. Xin mời quý vị và chúng ta cùng thưởng thức. Vâng, và lời nói đầu tiên cho phép Hồng Ngọc gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất.
Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ Hồng Ngọc với một ca khúc Người Mèo Ơn Đảng. Kính thưa các cựu chiến binh, anh hùng đã tham gia chiến dịch Điện Biên. Kính thưa các quý vị và các bạn, vâng, chương trình Xiếc đặc biệt Sống mãi với Điện Biên hôm nay được mở màn bằng cuộc sống vui tươi, phấn khởi sau khi quân đội anh hùng của chúng ta đã giải phóng Điện Biên, làm nên chiến công chấn động địa cầu, và mở đầu chương trình nghệ thuật Hoạt cảnh Tây Bắc hào hùng, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Tống Toàn Thắng, biên đạo múa Mai Lan. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn tập thể nam nữ nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ, vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi, mắt ta sáng, chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước, đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Lời bài hát cho chúng ta nhớ lại lớp lớp cha ông đã hành quân qua miền Tây Bắc, lên Điện Biên quyết chiến với quân thù. Và sau đây, quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức hoạt cảnh hành quân xa.
chuyện ra ta quyết chiến, đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Vâng, xin cảm ơn Top Ca Nam cũng như tập thể các nghệ sĩ với hoạt cảnh Hành Quân Xa. Kính thưa các quý vị, đánh trận Điện Biên, pháo binh của ta đã vô cùng gian khổ, kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra, tuyệt đối bí mật bất ngờ. Anh hùng Tô Vinh Diện lấy thân mình cứu pháo là tấm gương bất tử. Pháo ta gầm lên, chút lửa vào đầu thù, gây kinh hoàng cho kẻ địch, đánh sập ý chí chủ quan tự đắc của giặc. Và sau đây, quý vị, chúng ta sẽ cùng đếm lên hoạt cảnh hò kéo pháo. Hò dù ta nào kéo pháo ta lượn qua đèo, hò dù ta nào
Vâng, xin cảm ơn tập thể các nghệ sĩ về đến hoạt cảnh Hò Kéo Pháo. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với hoạt cảnh Chuyển đổi Him Lam, trận tiến công mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ. Bộ đội ta tiến đánh Him Lam ngày 13 tháng 5 năm 1954. Tại đây, với công sự kiên cố, địch đánh trả quyết liệt, phải dập tắt hỏa lực của địch và chiến sĩ đã chứng kiến hành động anh hùng của liệt sĩ Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, quân ta xung phong hạ gục cứ điểm Him Lam.
Vâng, xin cảm ơn phần biểu diễn của tập thể các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với hoạt cảnh Giải phóng Điện Biên. Như nhà thơ Tố Hữu đã ngợi ca, 56 đêm quét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm bắc, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn, những đồng chí lấy thân mình làm giá súng, đầu bịt lỗ châu mai, băng mình qua lũy thép gai, ảo ảo vũ bão, cùng với bộ đội dân công hỏa tuyến ngày đêm tiếp lương thực, tải đạn để bộ đội ta ăn no đánh thắng. Với chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ, với tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sự dũng cảm vô song của chiến sĩ ta, Điện Biên chúng ta đã toàn thắng. Thank you.
Vâng, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đại biểu, các bác, các cô, các chú là cựu chiến binh Điện Biên, chúng ta sẽ cùng lên sân khấu nối vòng tay lớn trong điệu nhảy xòe dân tộc Thái miền Tây Bắc. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng kính mời các đại biểu, các bác, các cô, các chú là cựu chiến binh Điện Biên, chúng ta sẽ cùng lên sân khấu ạ. Nối vòng tay lớn trong điệu xòe dân tộc Thái miền Tây Bắc, xin trân trọng kính mời. Chuyển ra vòng ngoài để vòng trong được các bác cựu chiến binh, chúng ta sẽ cùng nhảy sạp ạ. Thì xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các bác, các cô, chú nguyên là cựu chiến binh, chúng ta tiếp tục hiện diện ở sân khấu để cùng chụp ảnh và giao lưu cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình Sống Mãi Với Điện Biên.